Hello các bạn ơi, hôm nay sẽ là clip mình sẽ trải nghiệm Free Fire với DPI chỉ có 10 thôi. Thì clip trước mình đã để 999, tức là sắp xỉ 1000, bây giờ mình chỉ để 10 thôi. Nice. Chúng ta cùng nhau trải nghiệm DPI 10 nào. Ok, let's go. Như mọi người có thể thấy trên màn hình là tất cả ứng dụng của mình nó đã bị gom lại. Nói chung là nó bị gom lại và bây giờ mình không thể thấy được cái chỗ nào để cài đặt. Đây là DBA 10 nha, nhưng khi chúng ta vào game thì vẫn được nha mọi người. Lưu ý vấn đề này, khi DBI thấp thì cái độ nhảy XD của chúng ta cực kỳ thấp nha mọi người. Hiện tại là mọi người có thể thấy mình đang để 6 chấm và 1 chấm. Tí nữa mình phải chỉnh xuống còn 0 chấm mấy thì mới bắn được. Mình sẽ phóng to màn hình nha. Nói chung là phải chỉnh xuống còn 0 chấm mấy thì chúng ta mới bắn được, là độ nhảy nó mới thích hợp. Về độ nhảy của nó sẽ bị nhanh chậm bất thường lắm. Hiện tại độ nhảy đang rất nhanh. Như clip mình test DBI thì đi DPI càng cao thì độ nhảy XY chúng ta phải để càng cao, thì chúng ta sẽ cầm được cái độ nhảy khá là đầm. Nhưng mà thật ra mình cũng cảm thấy nó không có đầm lắm đâu. Hôm đó mình làm clip mình nói đầm nhiều để edit hài hài, nhưng mà mình lại tốn thời gian học đi học á. Đấy, mình chỉ nhích nhẹ cái con chuột thôi, nhưng mà mọi người nhìn cái độ rung là mọi người cũng hiểu là mình nói rất thật. Đấy, nhích rất nhẹ thôi nhưng mà nó chạy nhanh quá. Ui ôi ôi, làn quá, không lấy súng được luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ thao tác tay. Đau mắt luôn á, nhích nhẹ cái lên trên đầu nè. Đấy, one shot rồi, nhích nhẹ rồi nhưng mà nó vượt qua đầu tầm không bắt luôn. Thôi mình sẽ chỉnh lại độ nhảy cái nào. Độ nhảy này theo mình nghĩ là khoảng 0.20, độ nhảy này 0.20. Ok, đây là độ nhảy ở DPI 10. Mình sẽ vào một trận đấu nào đó mình bắn cho mọi người xem. Thông báo của mình nó nhỏ đến mức mà mình phải phóng to lên bao nhiêu không biết luôn. Mọi người có thấy thanh thông báo của mình kéo không? DPI nhỏ là tỷ lệ hiển thị hình ảnh nó nhỏ đối với trên BlueStat thôi, chứ DPI thật ra là khái niệm hiểu về tốc độ đo đạt chuột của con chuột máy tính. Ê, mình cảm thấy đôi nhảy này nước nó khá là giống như tay của mình lướt ở trên màn hình đó. Màn hình điện thoại. One shot. Vậy mà cũng được full đỏ nữa. Đời nhảy khá là gần xì ngầu. Ý xời. Để tao cơn ba thôi mọi người. Tại mình không có bật đồ họa cao, tại sợ máy nó lắc. Sau khi reset lại máy tính thì công nhận edit clip đồ thì nó cũng khá là mượt. Nhưng mình cảm giác cái gì quên mẹ. Trời ơi, cái tâm của tôi. Đau đầu. Thì ở đây là server Indo. Ui rồi ơi. Thì đây là server Indo nha, không phải server Việt Nam. Và nước Indo mình thì mới có level 17 thôi, nên thành ra mình chơi gặp những cái người kỹ năng chưa được cao cho lắm thì đó là chuyện bình thường thôi. Ui rồi, trời ơi. Mọi người có thể thấy hai người chỉ có đứng kè nhau như vậy thôi mà bắn, chứ không có kỹ năng lao lên sấy hít sọt là xong giống như ở trên danh không cao cao đâu. Mà trên danh càng cao nữa thì cũng phải kè rồi kéo hít sọt. Đây chỉ là kè bắn vô người. Đấy, sếp đấy thấy không, kè bắn vô người. Còn một người nữa ấy rồi hít sọt một like cho chú. Nhưng mà cảm giác lướt màn hình nó lạ lắm kìa, nó khực khực như kiểu cầm tay lướt màn hình điện thoại á. Cho nên mình khuyên nên để DPI cao, chỉnh đồ nhảy đi cao, bắn lên xuống. Mọi người thường là để 440. Bắn ghê. Tụi gì. Yeah.
tao không? Ê, ê, bên phải. Hay quá ta ơi. Hình như mình cũng có bụi cỏ hay sao mà mình không biết xài. Trời ơi, đúng là đành. Đành thối. Đôi lúc đồ nhảy quan trọng lắm mọi người. Mọi người có thể thấy với một cái đồ nhảy như thế này thì mình hầu như là bắn khá là khó ăn được bọn này. Mặc dù bọn này chỉ là bọn già mía thôi. Hiểu không? Già mía nhưng mình lại bắn không lại tụi nó, tức là mình già hơn tụi nó hả? Không sao. Tụi gì? Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip nhớ like, subscribe cho mình nha. Nếu các bạn thấy hay.